Nè, ví dụ xưng ra đếm anh em à. Đồ, nó vẫn dùng đó. Nhưng mà nó sến sến nữa. Thấy không? Thương ta đến bên em đó. Mà không đã mấy xỉn vô là anh em cứ quất cái này cho tôi là lụm tiền liền. Ngày xưa là đó, mỗi cái thời nó sẽ khác nhau. Bữa mình quánh xuyên luôn, mình cũng quánh bài này. Đánh chỗ này giống tôi không? Đó là vì có đúng không? Các bạn là đánh nè, mà đánh lại của này nè. Đổi lại nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.